Thưa quý vị, em cảm ơn. Dạ. Chắc chị cũng qua thắc mắc là tại sao mời chị trước đúng không ạ? Tại vì cái bản danh sách chị xuất hiện đầu tiên, cho nên là em muốn mời chị trước để chia sẻ. Chị cũng đã xuất hiện trong rất nhiều buổi họp báo, nhưng buổi họp báo lần này với một căn vườn có 20 bông hoa thì nó có khác gì hay không và nó gợi cho chị cảm xúc gì ạ? Dạ, thứ nhất là xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả ban tổ chức, tất cả các phóng viên và tất cả các chị có mặt hôm nay. Xin kính chào tất cả các em đẹp và tài năng. 29 em đẹp và một chị hơi đẹp. Thứ hai nữa là cái việc mà hay được gọi đầu tiên ấy, đối với Hồng Nhung không có gì lạ lùng. Chuyên môn được gọi đầu tiên từ khi đi học vỡ lòng, bởi vì lùn nhất chấm em. Bao giờ cũng xếp hàng đầu tiên, cho nên bao giờ cũng được gọi lên đầu tiên. Tôi không có gì ngạc nhiên cả. Thế thì trong cái hành trình đến với chương trình này thì cái buổi họp báo này nó có mang đến một cái cảm xúc đặc biệt nào cho chị không ạ? Chưa bao giờ trong cuộc đời của Hồng Nhung với hơn 40 năm ở trong sự nghiệp ca hát, chưa bao giờ được dự một buổi họp báo tại Việt Nam mình mà lại có một cái tầm cỡ hoành tráng đến như vậy. Em xin cảm ơn chị. Là hồi nãy thì các chị phóng viên cũng có thắc mắc, cũng hỏi em là chờ xem chị đẹp Hồng Nhung sẽ làm gì ở chương trình này. Thưa quý vị, bay từ Paris về chỉ để tham gia của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Để Xong, nên chắc chắn quỹ thời gian của chị dành cho chương trình này gần như khá nhiều. Và chúc cho chị sẽ thật tỏa sáng và có nhiều kỷ niệm nhé. Xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả mọi người và xin chúc khán giả của cả nước Việt Nam sẽ được theo dõi, được thưởng thức và được lan tỏa tinh thần vô cùng tích cực và tốt đẹp từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, nếu như chúng ta đã kết nối với cầu cầu bên đây thì không thể nào bỏ qua đầu cầu bên đây được. Xin mời chị đẹp em đi. Tại vì em về đằng trước. Em đi thương mến, trong cái hành trình của Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống thì mọi người có chia sẻ với nhau là sẽ có những cái mình được và có những cái mình sẽ phải tạm gọi như là có những cái thử thách mà nó gây ra những cái kỷ niệm không bao giờ quên trong hành trình của mình. Thế gì những gì mà em đã có được và những gì mà tạm gọi là những cái thử thách mà em nhớ mãi trong cuộc đời? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi thân mình kia. Lời đầu tiên xin cho em gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khách quý đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay ạ. Dạ, em chào các chị đẹp của em ạ. Thực sự thì em trưởng thành với một cái môi trường nó hơi tự lập, có nghĩa là em không có quá nhiều người xung quanh, nên là cái mà em cảm thấy em enjoy, em thực sự chị cùng đồng hành, đó là những cái kỷ niệm mà em cảm thấy em quý nhất. Là bây giờ mình không còn đơn độc, mình không còn đứng trên sân khấu một mình không còn phải trải qua những cái khó khăn đó một mình nữa, mà mình có những người chị, những người em rất là tuyệt vời để cùng mình trải nghiệm, cùng mình cười, cùng mình vui, cùng mình buồn. Và đó là những cái kỷ niệm mà em nghĩ là nếu như không nhờ Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống thì em sẽ mãi mãi không có được những cái kỷ niệm đó cùng với 29 chị đẹp rất là tuyệt vời của em. Nên là em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống đã cho em cái cơ hội này. Cảm ơn em đi rất nhiều. Thưa quý vị, có một cái điều mà cho phép chúng ta chia sẻ là lúc mà phỏng vấn phía bên ngoài, nhiều chị đẹp nói với chúng tôi là nhiều chị đẹp là người sống nội tâm. Ít chị đẹp. Thank you.
chị đẹp. Thưa quý vị, chị Diệp Đoan Trang, bây giờ gia đình đông đúc rồi, công việc rồi ở bên xin thì nọ, mọi người thấy là chị cũng khá là bận. Bây giờ cứ bay đi bay về tham gia cái chương trình chị đẹp này, chắc chắn đó cũng là một cái sự là tiêu tốn thời gian cá nhân của mình khá là nhiều. Điều gì đã thuyết phục chị có mặt cùng với chúng tôi? Tốn tiền vé quá trời. Cho phép trang đứng, chào Nguyễn Nga, chào các chị đẹp, các em đẹp của Đoan Trang và tất cả các quý vị khách mời cùng nghe tiếp. Những người đã rất là tốt cả với Đoan Trang trong những ngày qua đã quay hình một vài con dũng rồi ha. Thì ban đầu là Trang nghĩ là mình là một thí sinh ngày xa xưa đã từng tham gia rất nhiều cuộc chơi, cho nên bây giờ không đang còn thí sinh nữa. Thì cứ sợ là không còn đủ cái sức, không còn đủ cái tinh thần và năng lực, cho nên thôi để dành cho các em đi. Cho nên cái lời mời này nó bị treo 3 tháng. Tuy nhiên đến tới một cái lần mà gặp mặt ekip đột xuất xuất hiện ngay dưới hồ bơi dưới nhà luôn. Chị Trang ơi, tụi em đang dưới hồ bơi, cho xin nửa tiếng nói chuyện. Thì khi mà Trang bước xuống nói chuyện thì thật sự được thuyết phục hoàn toàn. Bởi vì đây là một cuộc chơi không phải là cá nhân của mình. Đây là cuộc chơi mà ở cái độ tuổi mình không phải là quá lớn mà không còn trẻ nữa, mình sẽ học được những gì cho cái chặng đường sắp tới của mình. Cho nên là Trang không muốn bỏ lỡ những cái bài học quý giá đó. Cái thứ nhất là Trang gặp chính chị đẹp này là đã là nhiều bài học cho Trang học rồi. Cái thứ hai nữa là cuộc chơi mình được chơi với các chị các em trong một cái nhóm nhạc thì mình phải biết lúc nào tiến lên lúc nào thụt lùi. Thì Trang không nghĩ đó là những cái bài học cho con đường sự nghiệp của mình nữa, mà đó là những cái bài học vô cùng quý giá cho cả cuộc sống của mình. Bởi vì đó là những kỹ năng mà không phải mình học ở bất cứ ở đâu, mà cái đó là cái may mắn Trang được gọi tên để được tham gia trong chương trình này. Một lần nữa cảm ơn ekip rất là nhiều đã nghĩ tới Trang, đã cho Trang có cơ hội được học những bài học mới này. Và cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người ủng hộ cho chị đẹp đạp gió để sống 2023 mùa đầu tiên này. Xin được cảm ơn chia sẻ của chị đẹp Đoan Trang có mặt ở cái chương trình chị đẹp đạp gió để sống này. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất cả các mọi người đang có mặt tại buổi họp báo chương trình chị đẹp đạp gió để sống 2023. Thực sự thì trong 30 chị đẹp thì Huyền là một nhân vật mà không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào trong vòng 10 năm qua. Và khi mà Huyền tham gia hoạt động nghệ thuật cách đây 10 năm thì cũng cái khoảng thời gian nó rất là ngắn, thế nên là Huyền chưa có thực sự là được trải nghiệm nhiều thứ trong lĩnh vực nghệ thuật. Thì đến với chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì Huyền đã tập luyện cũng như là trau dồi những cái kỹ năng trên sân khấu cũng như là ca hát và vũ đạo rất là nhiều. Trước khi mà nhận lời tham gia chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì Huyền cũng chăn trở khá là nhiều, tại vì cái quãng thời gian mình hoạt động nghệ thuật nó ngắn quá, mình không có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu thì Huyền cũng chăn trở là mình sẽ làm cái gì ở chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tuy nhiên thì với sự giúp đỡ của các chị đẹp tại chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023 thì Huyền đã được cải thiện rất là nhiều, cũng như là nhận được những cái kinh nghiệm sống này, kinh nghiệm trên sân khấu, kỹ năng biểu diễn rất là nhiều. Và Huyền rất cảm ơn tất cả các chị đẹp đã giúp đỡ cho Huyền những ngày qua, và mong rằng mọi người hãy cùng theo dõi hành trình của Huyền tại chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023 cùng với 29 chị đẹp khác còn lại.